Facebook Google sẽ phải trả tiền cho các bài báo đăng trên internet quốc hội pháp vừa thông qua một dự luật về quyền tác giả theo đó các đại gia trực tuyến như Google và Facebook sẽ phải trả tiền cho nhà cung cấp nội dung gốc điển hình là các báo điện tử khi người dùng internet tham khảo các nội dung được trích hoặc đăng tải lại trên các công cụ tìm kiếm hay mạng xã hội này luật bản quyền còn quy định các nhà báo phóng viên tác giả trực tiếp của các bài viết video hay sản phẩm âm thanh cũng sẽ nhận được một phần thù lao trong số thù lao mà Google hay Facebook trả cho cơ quan chủ quản để tránh việc các cơ quan báo chí lợi dụng quy định này để chạy đua theo kiểu câu view, luật quyền tác giả đối với báo chí và truyền thông của Pháp quy định chỉ các tác phẩm báo chí có chất lượng mới là đối tượng đàm phán để được trả thù lao. Các bản trích dẫn quá ngắn, nội dung sơ sài sẽ không được xem xét. Đây là một phần của dự luật sửa đổi luật bản quyền châu Âu. Trước đó, dự luật này đã được Nghị viện châu Âu thông qua vào tháng 3 năm nay với việc được Hạ viện Pháp phê duyệt. Pháp sẽ thành quốc gia đầu tiên áp dụng bộ luật sửa đổi này, luật quyền tác giả đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía các công ty truyền thông và giới nghệ sĩ. Đây là nhóm người muốn bảo vệ quyền lợi của mình khi các sản phẩm của họ được đăng tải trên các nền tảng internet, bất chấp sự phản đối của nhiều doanh nghiệp công nghệ. Luật bản quyền châu Âu sẽ được tất cả các quốc gia thành viên thông qua vào tháng 4 năm sau.